Khi mà các bác kê một cái dòng sản phẩm thương hiệu, các bác kê một cái dòng sản phẩm nó có uy tín, nó có chất lượng, nó có cái thương hiệu từ xa xưa rồi, ông cha ta đã chơi cái dòng này rồi, nên là nó khác lắm các bác ạ, nó chơi khác lắm. Giống như cái việc bây giờ các bác đi xe ra ngoài, các bác đi cái con xe Mazda, nó khác với con đi cái con xe là mẹt, đúng không các bác? Bốt đấy, đi Mazda là các bác nghe có vẻ bình dân thôi, nhưng mà đi mẹt là nó khác rồi các bác ạ. Nên là nếu mình chơi gỗ nó kiểu vậy thôi. Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay Sơn sẽ review với các bác về cái bộ sổ sập gỗ lim lim xanh. Sơn vừa mới làm xong các bác. Bộ này được xẻ ra từ cái cây gỗ, hai cái cây vừa rồi Sơn xẻ rất đẹp. Thực sự bộ này thì gần như là nó khá là đẹp. Về vân gỗ này, về chất gỗ rất là sáng luôn. Vân gỗ rất đẹp. Và hàng này thì gần như là sạch rác toàn bộ rồi các bác ạ. Nó chỉ có bị ở đây khoảng mất một góc, gần một phân gỗ ở đây thôi, gần một phân rác ở đây. Thực ra nó không có phải vấn đề đáng lo các bác. Bộ này nhìn chung là rất tuyệt vời luôn các bác. Bộ này có thể cho là một trong những bộ rất đẹp các bác nhá. Và chất cây lim xanh này thì nó im gỗ, nó không bị xé. Và kích thước của bộ này thì là dài 2m83, dài 2m83, rộng 2m18 và dày là dày 18 phân các bác ạ, dày 18 phân. Nhưng cái điểm đặc biệt ở đây Sơn muốn nói đến ở cái bộ này đó là cái vân gỗ cực kỳ đẳng cấp luôn. Cái bộ nếu mà bác nào mà thích chơi dòng cẩm hồng, thích cái vân của gỗ cẩm hồng ấy, thì đây là một dòng vân rất giống gỗ cẩm hồng luôn. Các bác nhìn thấy không? Nó tạo ra những cái vằn ở đây này, rất giống gỗ cẩm hồng. Nhưng mà đây là lim xanh các bác nhá, lim xanh chứ không phải gỗ cẩm hồng đâu. Các bác nhìn thấy cái mùn này, nếu mà mình đổ nước vào nó sẽ chuyển sang cái màu xanh, là màu xanh kiểu xanh rêu, là lim xanh. Đấy, còn cẩm hồng ấy thì cái rác này nó màu hơi sáng sáng, nó không có như này. Các bác sẽ nhìn thấy nó màu vàng này, vàng. Rác của nó thì màu vàng nhưng mà nó sẽ là hơi óng màu xanh. Còn nếu mà chúng ta cho nước vào đây thì nó chuyển sang màu xanh rêu luôn. Cho nước vào đây, rất là hay cái thằng lim xanh này. Nếu mà bác nào mà chưa có dùng quen hay là không có làm xưởng quen cái thằng lim xanh ấy, thì các bác sẽ nó bị cay mũi, mình bị chảy nước mũi rất là nhiều. Còn Sơn thì quen rồi nên là không có bị chảy nước mũi. Đấy, quay trở lại với cái tấm sập này. Đây là một tấm sập rất là khủng, với cái chiều rộng của nó tận là 2m18 luôn các bác ạ. Rộng tận 2m18 luôn, dài 2m8. Bộ này để mà kê ở phòng khách trưng bày, thực sự bộ này là một trong những bộ đẹp. Bộ này rất đẹp. Đấy các bác, vân này. Ở đây thì có một dải vân núi, ở đằng bên này thì có vân chun các bác ạ. Vân này nó hơi xoắn chun, kiểu như là gỗ cẩm hồng. Và hai cái tấm này thì cũng có vân khá đều nhau, đều là cái đường vân núi ở giữa và hai bên là vân chun ở hai bên, rất đẹp luôn. Đặc biệt là cạnh đây thì Sơn làm gần như sạch rác toàn bộ rồi các bác ạ. Cạnh đây là làm sạch rác toàn bộ rồi, hở ra vân gỗ đây luôn rồi các bác này, hở ra vân gỗ đây rồi này, sạch rác này, rất đẹp. Bộ này rất ổn. Có một cái điểm nếu mà nói về điểm trừ của bộ này thì chắc duy nhất nó là ở đây. Thực sự đây là một bộ ôm tim các bác ạ, ôm tâm ở đây. Nhưng cái tâm này nó không phải là ăn xuyên ra bên kia các bác. Cái tâm này nó ăn xuyên lên trên này, ăn xuyên lên tấm trên này các bác ạ. Thế nên là tim nó chỉ đến đây thôi, tim nó chỉ đến đây thôi. Bác nào mà không thích tim ấy thì mình cắt bỏ đi ở đây 30 phân là hết tim. Đấy, đây nữa, ở đây cũng ôm tim các bác ạ, ở đây cũng ôm tim. Nhưng mà tim này thì nó cũng chỉ ăn đến vào đây khoảng 20-30 phân và đây là hết tim các bác ạ. Nên là bác nào không thích tim thì mình cắt đi 30 phân. Nhưng mà theo Sơn thì không cần phải cắt, bởi vì tim này nó im, nó không có ảnh hưởng gì hết đấy. Tim này nó rất là im gỗ. Và đặc biệt cái dòng gỗ lim này nó không có bật, không có xé, nó không có bị toang như những dòng cẩm hồng. Đây là dòng dùng cái dòng này về cái chất lượng và cái độ im của gỗ thì rất là yên tâm luôn các bác. Thực sự để mà nói là Sơn thì làm gỗ Nam Phi này thì cũng không quá lâu, nhưng mà để trải nghiệm được nhiều dòng ấy thì Sơn rất thích mình trải nghiệm nhiều cái dòng khác nhau. Thế nên là sau khi mình trải nghiệm nhiều dòng rồi thì mình dừng lại ở cái dòng này. Đây là cái dòng mà Sơn cảm thấy nó ok, giá ok này, chất lượng ok này, thẩm mỹ đối với một bộ như này quá đẹp luôn. Một bộ như này là màu sáng này, vân đẹp này, chất gỗ tốt này, kích thước lớn này, sạch rác,
Chỉ có điểm duy nhất là nó dính một ít tim ở đầu thôi. Nhưng mà so với Okan, so với Cẩm Hồng, so với Ecop, Eku thì nó là cái sự khác biệt hoàn toàn luôn các bác. Chơi dòng này các bác sẽ thấy nó quá khác biệt. Khi mà các bác kê một cái dòng sản phẩm thương hiệu, các bác kê một cái dòng sản phẩm nó có uy tín, nó có chất lượng, nó có cái thương hiệu từ xa xưa rồi, ông cha ta đã chơi dòng này rồi, nên là nó khác lắm các bác ạ, nó chơi khác lắm. Giống như cái việc bây giờ các bác đi xe ra ngoài, các bác đi cái con xe Mazda, nó khác với con đi cái con xe là Mercedes, đúng không các bác? Vốt đấy, đi Mazda là các bác nghe có vẻ bình dân thôi, nhưng mà đi Mercedes nó khác rồi các bác ạ. Nên là nếu mình chơi gỗ nó kiểu vậy thôi. Nếu mà một tấm gỗ như này mà bằng gỗ Cẩm Hồng hay là Eku hay là Ecop thì giá của nó đâu đấy khoảng 70 triệu trở lại thôi, 70 triệu trở lại thôi. Nhưng mà dòng này bằng gỗ linh xanh thì chia sẻ với các bác là bộ này là đúng là 90 triệu các bác nhá. 90 triệu cho một cái bộ sản phẩm bằng gỗ linh xanh, rộng 2m18, dài 2m83 và dày 18 phân. Rất là khủng các bác nhá, bộ này để sơn nhân ra xem bao nhiêu khối nhá. Một khối mốt gỗ cộng với cái chân của nó gần khoảng 2 tấc nữa là khoảng 1 khối 3 gỗ. 1 khối 3, nhưng mà gỗ này là gỗ gần như loại bỏ sạch rác rồi. Và nó được một cái điểm là cái vân, thứ hai là cái màu, thứ ba là cái chân gỗ lim, nó khác nhau. Đấy, thế nên bác nào quan tâm đến bộ này thì giá 90 triệu vẫn có thể là thương lượng đàm phán với các bác thêm được nữa. Đấy, nhưng mà thực sự là Sơn thích những người mà có mang cái tâm thái là hợp tác một tí. Thì nhiều bác hỏi chơi thì Sơn vẫn sẽ hỗ trợ các bác thôi, nhưng mà nhiều khi hỏi như vậy nó mất thời gian ấy. Nên là bác nào thực sự quan tâm thì có thể inbox của Sơn, số điện thoại là 0977825025, kết bạn Zalo với Sơn hoặc là lên website là sosago.com.com. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bác ở video tiếp theo.